Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Hiện tại thì Nhật Thanh đang ở Cali, nhà của má mình. Thì mỗi năm về thăm má thì Nhật Thanh lúc nào cũng thấy quang cảnh cũng thay đổi trơn, cây mỗi lúc mỗi nhiều chứ không có ít hơn, nhất là sen đá đẹp lắm quý vị. Để Nhật Thanh quay cho quý vị xem những cái bông sen đá như thế nào nha. Nhật Thanh nhớ có lần có bạn hỏi mình cái bông màu hồng này là bông gì. Đây là bông sứ nha quý vị, bông sứ mà loại nhỏ, khí hậu mà tốt thì bông ra quanh năm suốt tháng luôn. Và đây là những cây bông sen đá, quý vị thấy đẹp ghê không? Cái chậu nè, cái này là chỉ có một cây thôi, má Nhật Thanh trồng chỉ có một cây thôi mà nó bự như vậy, và hiện tại nó đang ra những cái búp non. Mà công nhận nha, mấy cái sen đá này á, mình mua cái bông cái búp nhỏ xíu như vậy à, mà nhiều khi 4-5 đồng bạc, 4-5 đồng á, chứ không phải rẻ đâu. Và rất tiếc là khí hậu bên Nhật Thanh á, lạnh, mình trọng, mình làm biếng, mình khinh ra khinh vô, mình mệt lắm. Bông đẹp ghê. Ở bên đây nữa nè, mình thấy má trồng mấy cái chậu nhỏ 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 này, nhìn thấy thấy mê dễ sợ luôn, đẹp. Nhật Thanh cũng có trồng bên đó nhưng mà không có tốt được như nhà má. Trời ơi, cái này á, cái búp của nó, quý vị có thể thấy nè, cái thân nó lên cái nhánh cây này mà nó mập ú à, mập dễ sợ luôn, đẹp ghê. Ở bên đây nữa nè, nói chứ tiền không á nha quý vị, mình tại mình trồng nó ra, nó lan ra nó nhiều như vậy chứ bỏ tiền ra mua chắc Nhật Thanh mua không nổi luôn á. Tại vì mỗi chậu nhỏ nhỏ cứ 4-5 đồng, 4-5 đồng. Wow. Nhất là cái chậu này nè, mình thích cái chậu này nè, dễ thương quá à. Đủ thứ loại trong đây hết. Chỗ này á, thì má Nhật Thanh trồng nửa nắng nửa mát. Nhiều khi mình nói những cái cây xương rồng này mình trồng thật là nắng, nhưng mà mình thấy á, cây nào cũng vậy. Tuy rằng á, nó sống cái hậu nóng nhưng mà mình trồng nửa nắng nửa mát á, nó cũng đều tốt hết trơn. Ở đây nè. Wow. Wow. Cái chậu này nè, quý vị có thể thấy đẹp ghê á. Cái cây này á, mình tưởng nó chịu nắng lắm, Nhật Thanh nghe nó chịu nắng lắm, mình trồng ở ngoài nắng, nhưng mà bên mình á, nó chịu không nổi nha, nó không chịu nổi. Mình trồng từ từ mình thấy nó đẹp như vậy, từ từ cái nó héo 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 mấy cái lá phía ngoài nè. Bởi vậy á, Nhật Thanh mới đem vô, giống như là mình cho một ngày nó vài tiếng nắng thôi, chứ mình không có cho nó nhiều quá. Nếu nhiều quá thì á, mấy cái này nè, nó héo. Mà mùa đông á, mình mang vô trong nhà thì nó trở thành màu xanh, nhưng mà tới khi mùa xuân mình mang ra ngoài mình trồng lại á, thì cái bông mới, nếu mà mình để nắng quá thì là màu tím, mà nửa nắng nửa mát nó xanh xanh tím tím như nè, nó mới đẹp quý vị. Cái này là chắc cái chậu này má Nhật Thanh mới trồng. Wow, cái chậu này nữa, nhiều, nhìn thấy mê dễ sợ luôn á. Trời ơi, mình ước gì khí hậu của mình được tốt quá, mình trồng để mình khỏi khinh ra khinh vô mệt. Nè, cái cây xương rồng nhỏ này dễ thương quá à. Bên đây nữa. Wow, cây đu đủ của má lùng quá trời luôn, mà trái nhiều.
mình nghe cái rụp rồi nha quý vị, chắc mình đã làm gãy hết một cây. Nhưng mà không biết má mình có phát hiện hay không. Chết rồi. Điều này á làm mình mình sẽ phi tán nhân chứng. Trời ơi, Nhật Thanh làm gãy cái cây này rồi. Trời ơi, phải giấu cái nhánh này mới được. Chắc nên chút bị ăn đòn rồi đó. Thôi mình quay phim tiếp nha. Đây nè, cái chậu này mới dễ thương nè quý vị. Nào là màu vàng, màu đỏ, đẹp ghê. Wow, bên đây nữa nè. Hôm nay là Nhật Thanh chỉ đi quay bông sen đá cho quý vị xem. Ở trong đây thì má Nhật Thanh có cái loại này. Cái loại này thì mình cũng có đó. Xương rồng đẹp ghê không? Cái cây này nó mọc lên quá trời bông luôn. Một cái cây bông sen đá này mà nó mọc lên 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7 nhánh bông. 7 nhánh bông luôn quý vị. Rồi chậu bên đây nữa. Mà công nhận nha, má Nhật Thanh kết hợp những cái chậu sen đá này nhìn thấy dễ thương ghê đó. Bên đây nữa nè. Ở đây nè. Wow, cái cây bông này nó bự ghê. Cái lá này nó bự ghê. Coi nó có nhánh bông nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7 mà ngộ ghê nha. Hồi nãy cái chậu kia Nhật Thanh cũng đếm được lên 7 nhánh bông. Mà cái chậu này á cũng lên được 7 nhánh bông luôn. Cái này trồng dễ thương quá à. Giống như là xếp hàng vậy đó. Mái trồng giống như nó xếp hàng vậy nè. Mình đi qua hướng bên đây. Thường thường á Nhật Thanh thấy á, bông sen đá mình trồng lớn như vậy á, nhìn nó mới đẹp. Nó mới đẹp. Bởi vậy á, mình nên trồng cái chậu lớn một chút xíu. Bên đây nữa nè. Cây nào cây nấy cũng đều ra bông hết. Bên đây nữa nè. Dễ thương không quý vị? Trời ơi, không ngờ năm nay má Nhật Thanh càng ngày càng trồng nhiều sen đá. Nè, cái chậu này dễ thương quá à. Màu xanh, màu vàng, màu tím. Đủ thứ màu ở trong đây hết. Công nhận nha, má Nhật Thanh á, kết hợp những cái bông này đẹp ghê á. Như ở trên á, mình trồng bông sứ, còn dưới trồng những cây này nè. Wow, sao có một nhánh gãy ở đây. Chắc anh nào á, chơi banh nè, phải giấu bà ngoại. Chứ không thôi á, là chúc bà ngoại phát hiện mà cũng để trong đây vài ngày cũng chết thôi. Thôi để ngoài đây đi, chúc mình đi ghim chỗ khác. Cây bắc tiên. Trời ơi, quý vị đừng tưởng mấy cây này rẻ nha. Má Nhật Thanh á, mua cái cây, họ bán cái màu vàng mắc lắm. Cái cây chừng khoảng nhiêu đây à, 50 đồng chứ không phải rẻ đâu. Nhật Thanh nghĩ tưởng Cali bán cây kiển rẻ lắm, ở về còn nhiều khi mắc hơn bên mình nữa. Chắc bữa nào á, Nhật Thanh nói má chiếc ra mấy cái chậu nhỏ nhỏ bán kiếm tiền quý vị. Trời ơi, nhiều là nhiều. Và không biết quý vị đã từng thấy cái bông sen đá màu đen này chưa? Màu tím đen giống như màu đen vậy đó. Đây nè.
cái này á mình chiết ra mình bán được á chứ. Đây cái bông nè, màu vàng vàng xanh. Cái này cũng ngộ ghê nha, mình mới đậu cũng thấy nha. Cái nhụy thì là màu vàng, ở ngoài là màu xanh với màu tím hay là màu hồng nhạt. Cây này là cây bự nhất, như cây nha đam. Cái cây này mà quý vị mà trồng xuống dưới đất á, vài bữa nó mọc lên cái bông, cái cây nó cao như là cây dừa luôn á. Được Thanh thấy người ta trồng. Cái ớt này á, Thanh nhớ hồi năm ngoái á, mình có hái một mớ về để mình làm giống. Nhưng mà giờ không biết mình quăng ở đâu nữa. Mà má Nhật Thanh trồng chỉ làm kiển thôi chứ không có ăn mấy cái trái này. Nè, bự, trái này bự nè. Trái này bự. Mình bứt thử một trái. Thôi Nhật Thanh xin ngưng video đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye mọi người nha.